Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, vào tháng 4 hàng năm, người ta lại thấy có một vật thể bí ẩn bay cực gần trái đất. Nó được gọi là Kamo Waliwa. Tảng đá không gian này rất khó quan sát. Những thông tin ít ỏi về nó cho thấy nó trông giống như một tiểu hành tinh, nhưng không phải là một tiểu hành tinh bình thường. Bằng chứng là nó có những thành phần không giống với bất cứ tiểu hành tinh nào gần trái đất từng được biết đến. Suốt một thời gian dài, tảng đá không gian này vẫn là một bí ẩn, thách thức khả năng chuyên môn và phán đoán của giới khoa học. Nhưng một nghiên cứu công bố gần đây đã có những phát hiện quan trọng về vật thể không gian này. Không chỉ tiết lộ về nguồn gốc, thành phần, quỹ đạo hiện tại và tương lai của vật thể, nghiên cứu còn hé lộ câu chuyện quá khứ thê lương của tảng đá bí ẩn. Nó có thể là mảnh vỡ của mặt trăng cổ đại. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Hệ mặt trời với vô vàn những tiểu hành tinh, nhưng Kamo Waliwa là một tiểu hành tinh đặc biệt. Nó được phát hiện lần đầu vào tháng 4 năm 2016 bởi kính viễn vọng Pan-STAR ở quần đảo Hawaii. Tiểu hành tinh được đặt tên là Kamo Waliwa, một tiếng Hawaii có ý nghĩa là mảnh thiên thể dao động. Kể từ khi phát hiện ra nó, tảng đá không gian này đã gây bất ngờ cho giới quan sát, bởi thiên thể tuy rất nhỏ nhưng có quỹ đạo ổn định. Theo ghi nhận, cứ tháng 4 hàng năm, quỹ đạo của thiên thể lại đưa nó tới gần trái đất, đủ để quan sát bằng những kính viễn vọng mạnh nhất mà con người có. Đương nhiên, các nhà thiên văn học cũng rất giỏi trong việc tận dụng cơ hội này để quan sát. Theo một nghiên cứu mới của các nhà thiên văn học tại Đại học Arizona, thiên thể Kamo Waliwa có thể là một mảnh vỡ của mặt trăng cổ đại. Nó đã bị vỡ ra trong một vụ va chạm trong quá khứ. Nghiên cứu vừa được đăng tải và công bố trên tạp chí Truyền thông Trái đất và Môi trường ngày 11 tháng 11 năm 2021. Nhưng căn cứ vào đâu mà các nhà nghiên cứu lại kết luận như vậy? Họ dựa vào những bằng chứng nào? Câu chuyện bắt nguồn kể từ khi tiểu hành tinh Kamo Waliwa trở thành mục tiêu nghiên cứu của Phó giáo sư Vishnu Reddy tại Đại học Arizona cùng với các nghiên cứu sinh của ông. Ông Reddy là người thường xuyên nghiên cứu các tảng đá không gian được phát hiện ở vùng lân cận trái đất cho Văn phòng Điều phối Phòng thủ Hành tinh của NASA. Tuy nhiên, thiên thể Kamo Waliwa rất nhỏ bé nên rất khó xác định. Nó đã chống lại mọi nỗ lực phân tích thành phần của ông trong nhiều năm. Cuối cùng, ông và các cộng sự đã giải mã bí ẩn thực sự về nguồn gốc của tảng đá không gian này. Sau khi thu thập các dữ liệu quan sát về tảng đá không gian, nhóm nghiên cứu không thể tin vào mắt mình. Reddy nói, "Chúng tôi không thể tin được, nó trông không giống bất cứ thứ gì chúng tôi đã thấy trước đây. Kết quả không trùng khớp với bất kỳ tiểu hành tinh nào trong số hơn 2.000 tiểu hành tinh gần trái đất đã được phân tích." Điều đó càng làm nhóm nghiên cứu tin rằng đây là một tiểu hành tinh đặc biệt và hấp dẫn. Thiên thể quá nhỏ và quá xa so với kính thiên văn mà nhóm nghiên cứu thường sử dụng. Vì vậy, họ đã phải sử dụng kính viễn vọng hai mắt lớn trên một đỉnh núi ở miền nam Arizona. Họ kiên trì theo dõi tiểu hành tinh trong các chuyến ghé thăm vào tháng 4 hàng năm. Những gì họ tìm thấy thật đáng ngạc nhiên. Họ phát hiện ra rằng quang phổ ánh sáng của tiểu hành tinh gần như khớp với các mẫu đá mặt trăng được các nhà du hành mang về trái đất từ sứ mệnh Apollo của NASA. Cho tới hiện tại, đây là tiểu hành tinh đầu tiên được phát hiện bay gần trái đất có các đặc điểm giống mặt trăng. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, quỹ đạo của tiểu hành tinh này cực kỳ giống trái đất, khác biệt hoàn toàn với các tiểu hành tinh xuất phát từ ngoài hệ mặt trời. Quỹ đạo của Kamo Waliwa khiến các nhà khoa học gọi nó là bán vệ tinh của trái đất, tức một tảng đá không gian quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo giống với quỹ đạo của trái đất đến mức nó liên tục ở gần hành tinh của chúng ta.
vì quỹ đạo của Kamo Walewa hơi nghiêng hơn và hơi dài hơn một chút, nên tảng đá liên tục nhảy lên một chút về phía trước và rơi nhẹ về phía sau của trái đất. Về cơ bản, hai thiên thể thực hiện các vòng lặp liên tục xung quanh nhau. Vào thời điểm tháng 4 hàng năm, quỹ đạo đưa tiểu hành tinh đến gần trái đất nhất. Khi đó, nó cách trái đất khoảng 14,4 triệu km, gấp khoảng 40 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Các quan sát đã hé lộ, tiểu hành tinh có đường kính không lớn hơn 58 mét. Nó chỉ tương đương một vòng quay lớn. Kết quả phân tích quỹ đạo cho thấy, nó đã đồng hành cùng trái đất ít nhất là 100 năm qua. Sự hiện diện lâu dài trong vùng lân cận của trái đất làm cho Kamo Walewa trở nên nổi bật, thu hút sự chú ý của giới khoa học. Chúng ta đã từng biết đến các bán vệ tinh của trái đất, nhưng thông thường chúng tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn. Chúng không bám quá lâu và sẽ biến mất sau vài tháng đến vài năm. Tuy nhiên, Kamo Walewa lại có sự gần gũi gần như vĩnh viễn với hành tinh của chúng ta. Thêm vào đó là thành phần giống với mặt trăng. Chính bởi vậy, các nhà khoa học tin rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà đó là mảnh vỡ của mặt trăng cổ đại. Có thể mảnh vỡ được sinh ra từ một vụ va chạm giữa một tiểu hành tinh và mặt trăng trong quá khứ. Sau đó mảnh vỡ bắn ra, lang thang trên quỹ đạo của nó. Phó giáo sư Reddy nói, nếu bạn nhìn vào mặt trăng qua kính viễn vọng, bạn sẽ thấy hàng nghìn miệng núi lửa. Vật chất được đẩy ra trong những sự kiện va chạm này ở khắp nơi. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai tìm thấy bất kỳ một mảnh vỡ nào bên ngoài không gian. Tính đến nay, các nhà khoa học đang nắm giữ hơn 480 thiên thạch mặt trăng được tìm thấy trên trái đất. Điều này cho thấy các mảnh vỡ văng khỏi mặt trăng là điều không hiếm. Nếu Kamo Walewa là một mảnh vỡ của bề mặt mặt trăng, thì vẫn chưa rõ chính xác cái gì đã làm nó văng ra hoặc làm thế nào nó có thể tồn tại trên quỹ đạo hiện tại. Các nhà nghiên cứu cho biết họ chưa từng phát hiện vật thể gần trái đất nào có nguồn gốc từ mặt trăng trước đây. Tuy nhiên, sau khi phân tích quỹ đạo của tảng đá, tình cờ nhóm nghiên cứu đã tìm thấy 3 tiểu hành tinh gần trái đất khác. Chúng đang có quỹ đạo tương tự mà chúng ta có thể gọi chúng là bạn đồng hành với Kamo Walewa. Có thể tất cả các tảng đá không gian này bị đẩy ra ngoài không gian trong cùng một vụ va chạm với mặt trăng cổ đại. Tất nhiên, đây mới chỉ là những nghiên cứu và quan sát ban đầu. Các nhà khoa học cần phải có thêm nhiều nghiên cứu về những vệ tinh này để xác định nguồn gốc chính xác của chúng. May mắn thay, Kamo Walewa sẽ ở trong quỹ đạo hiện tại của nó trong khoảng 300 năm nữa trước khi thoát ra ngoài không gian. Đồng nghĩa với việc các nhà nghiên cứu có thêm vài trăm tháng tư nữa để quan sát và phân tích tiểu hành tinh. Các nhà khoa học đang trông chờ vào những dự án lấy mẫu vật mặt trăng trong tương lai của các tổ chức như NASA, Trung Quốc hay ESA để có những so sánh chi tiết hơn về tiểu hành tinh Kamo Walewa. Ở thời điểm hiện tại, không phải là thời điểm thích hợp để quan sát tiểu hành tinh này. Các nhà nghiên cứu cần phải chờ đến tháng 4 sang năm mới có cơ hội quan sát tiếp. Nếu giả thuyết về nguồn gốc của Kamo Walewa được xác nhận, điều đó sẽ khiến tiểu hành tinh này trở thành vật thể gần trái đất đầu tiên có nguồn gốc từ mặt trăng. Và điều đó có thể giúp các nhà nghiên cứu làm sáng tỏ lịch sử hỗn loạn của trái đất và người bạn đồng hành đầy vết rỗ, đó là mặt trăng. Hy vọng rằng trong tương lai, các nhà khoa học sẽ sớm đưa ra kết luận cuối cùng về tiểu hành tinh Kamo Walewa. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá mảnh vỡ mặt trăng đang bay quanh trái đất Kamo Walewa. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng tôi thú vị. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tôi thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.